Xin chào tất cả anh em. Một cái tin cực kỳ buồn. Đó chính là phù hiệu Tử Thần chính thức bị xóa bỏ 100% và được thay thế bằng cái phù hiệu khác. Buồn quá anh em ơi. Thôi thì may quá, có một vị tướng mới mang tên là Sinet gửi đến cho anh em một cái món quà tặng, đó chính là Mega Kill không khó. Yeah. Và cái phù hiệu để mà thay thế Tử Thần, đó chính là phù hiệu cường hóa hồi phục nha anh em. Nó kiểu như một cái cục máu to đó. Đập ngay một Mega Kill với vị tướng Sinet. Chắc hẳn các bạn đang rất là tò mò và muốn biết sức mạnh vị tướng này ra sao. Ok, vào ngay một trận đấu nào với cái phù hiệu mới thay thế cho phù hiệu Tử Thần nha anh em. Let's go. Anh em thấy rằng cái cục hồi màu chúng ta đã được thay thế bằng cái bàn tay êm dịu, không biết là trai hay gái, nói chung là hồi máu được phết anh em ạ. Và cái ô trang bị chúng ta thường hay có chính là cầu băng xương, được thay thế bằng cái nội tại của vị tướng Sinet. Về bộ thức của Sinet này thì Ad từng có mấy clip rồi, lại có cả ở phần mô tả chi tiết chiêu thức cho anh em, nên Ad sẽ không nhắc vào cái vấn đề chứ là chiêu thức như nào, kiểu như là nội tại thì thế này thế nọ kiểu đấy ạ. Nói chung là đánh đến đâu nói tới đó, thế cho nó vuông và chuẩn luôn anh em. Rồi anh em thấy được rằng cái phiên bản này thì có bản đồ mới này, rồi khi mà cái trụ nó có được bảo vệ trước thứ 5 đấy anh em, thì bây giờ nó có cái lớp giáp vòng ngoài, nói chung là chất phết anh em ạ. Nội tại của Sinet khi chúng ta ở dạng cận chiến sẽ giúp cho anh em đánh phần trăm máu nha anh em, thành sát thương vật lý và hút máu rất là ghê luôn. Tức là vị tướng này đi rừng các bạn không cần phải đắp cho nó cái viên ngọc mom gì đâu, nó hút máu vốn ghê rồi anh em ạ. Chiêu một dạng cận chiến tiến lên và tiếp cận rất phê anh em ơi, đánh rất rát, hồi máu cực kỳ được đấy. Chuyển sang dạng đánh xa thì chúng ta có thể là tích các huyết kiếm nha anh em. Chiêu một chúng ta có thể tích được 2 lần. Nói chung là cái chiêu này tức thực sự luôn anh em ạ. Đây, tầm này 2 điểm rồi ạ. Chúng ta chuyển sang dạng chiêu một cận chiến và tiếp cận bởi đòn đánh tay. Nó kiểu nhập hên đó anh em. Tung chiêu xong là cận chiến liền à. Đổi máu ngay. Đó là chiêu cuối. Trong trạng thái đổi máu đấy ạ, các bạn sẽ nhận được trạng thái bất tử và không bị khống chế. Đồng thời kẻ địch thấp máu hơn mình thì mình hồi máu cho nó, mà mình thấp máu hơn nó thì lại chuyển ngược cái máu của nó cho mình và mình được hồi máu. Đấy, nên các bạn phải nhớ rằng sử dụng chiếc cuối là phải chuẩn mục tiêu, tức là đối thủ phần trăm máu là phải cao hơn mình. Nếu đối thủ phần trăm máu hơn mình đấy ạ, thì máu của mình nó chuyển sang cái thằng đối thủ đấy anh em ơi, lúc đấy lại tự bóp đấy. Và quan trọng hơn, trước khi được 7 điểm ở cái nội tại đấy ạ, anh em mà bấm cái nút giống pha hoa đấy là tự hủy đấy nha anh em, là tự lên bảng đấy. Nên các bạn hết sức cẩn thận, đặc biệt là ông nào thích check ở bên này nhá. Tấn công luôn. Ôi nó chuyển máu kìa, thằng tiên sư thằng này. Láo, tao lại chuyển lại. Đấy, anh em chưa? Nó chuyển máu của mình lại đòi máu của thằng Enzo. Đấy, làm sao được, làm gì được nhau hả bạn ơi? Ôi trời ơi. Máy bên nhau bạn nhó, chết bạn rồi đấy. 4 điểm rồi, hút về. Đấy. Khi mà các bạn vận dụng chiêu 2 đánh xa đấy ạ, các bạn chỉ cần chuyển sang dạng cận chiến thì các huyết kiếm khắc lên đối thủ đấy ạ, khắc ấn đối thủ sẽ tự động rút. Đối thủ bị chữa thương và bùng nổ thương, còn bản thân mình được hồi máu. Ghê chưa? Nói chung là hơi phê nha anh em. Rồi. Nói chung là sợ nhất cái chiêu 1 khi ở dạng cận chiến, nó giúp cho anh em có thể tiếp cận kiểu như phê nhá. Phi chiêu 1 lên, đánh thường là tiếp cận ngay, tiếp cận liên tục luôn anh em ạ. Bám đuổi cực kỳ dai, dai như đỉa luôn. Rồi, lên nào. Úi trời ơi, các bạn từ từ thôi, tôi chứ cuối tôi lại sợ các bạn quá. Các bạn nhớ cho em một điều rằng ấy, đánh luôn. Mình phải tự tin khi mình ở chứ cuối nha anh em, phải tự tin khi mình ở chứ cuối. Khi các bạn ở trạng thái đánh xa đấy ạ, thì các bạn tấn công đòi đánh thường đấy ạ, thì các bạn sẽ mất máu nha anh em, thông báo luôn như vậy. Nhưng mà mất máu cũng phải sợ. Tại sao lại có cái cơ chế dùng chiêu đánh xa lại mất máu? Mất máu để làm gì? Mất máu thứ nhất gây sát thương lên kẻ địch. Thứ hai, khi các bạn rút máu về, tức là rút cái khắc ấn về đấy ạ, các bạn sẽ được hồi máu. Và thứ ba, mất máu để mà còn đổi máu với đối thủ cho anh em. Các bạn máu thấp hơn, đổi máu với kẻ địch giống như thằng Enzo vừa rồi đấy anh em. Mình đổi máu một cái,
Tự dưng thằng Enzo chỉ còn 1/3 cây máu và làm gì đây? Chạy nhanh còn kịp anh em ơi. Đó là lý do nhá, đó là lý do vì sao mà chúng ta đánh xa đấy ạ. Sẽ bị mất máu và đánh thường cận chiến sẽ được hồi phục rất là nhiều. Im ba quá anh em ạ, thực sự luôn đấy. Còn cái vụ mà anh em tiện cái trạng thái ngủ đông khi bạn vận dụng chiêu một đấy ạ, phải từ từ nhá. Tôi phải đợi cái cơ hội nào để mà tôi vận dụng tôi mới nói, chứ tôi nói lý thuyết cho mấy ông lại không hiểu đâu. Nhất trí vậy nha anh em. Thôi ông ơi, mình xin đi. Cấp bạn ơi, hạ 3 điểm đó, rút về luôn anh em. Tiếp tục tầm nào. Rồi, cận chiến. Hãy cố gắng tích được 2 lần chiêu 1 để mà chúng ta khả năng cận chiến và truy đuổi kẻ địch một cách gắt gao hơn nha anh em ơi. Rồi, tìm kẻ địch xem nào, xem bạn ấy ở đâu. Anh em thấy không, đòn đánh tay rất là chất lượng. Tốc độ đánh cũng thuộc dạng khá ghê đấy. Hàng ngon này anh em ơi. Nó định đổi máu với thằng nào đây? Đừng có băng trụ với cái thằng Senit này nha anh em. Nó dùng chiêu cuối nó đổi máu lại đấy. Và nhớ rằng đang bị khống chế vẫn đổi máu được nhá. Đổi máu à bạn? Nó trước kỳ đổi máu anh ạ. Đây là mình thịt mất rồi. Rồi đủ điểm. Đấy anh em chưa? Khi mà chúng ta can đủ sát thương đấy ạ, chúng ta cần đổi cái chiêu hai cái là rút các cơ ấn về là vừa gây sát thương kẻ địch lại còn hồi phục cho bản thân mình. Hoặc là cách đơn giản hơn là các bạn đánh cận chiến và hồi phục thôi. Trời ơi, hồi phục mắc gắt luôn anh em ạ. Có thêm cái thanh kiếm chi hồn này chém phê thực sự luôn ấy. Tức là chúng ta có hai dạng nhá. Chúng ta có hai dạng đánh xa và đánh gần. Đánh gần các bạn có thể kích hoạt được cái nội tại của kiếm chi hồn đấy ạ. Bạn ơi, bạn làm gì bạn tôi vậy? Chuyển sang đánh xa và tích điểm nào. Không biết có đủ không đây? Chưa đủ, không sao cả. Máu thấp không việc gì phải lo lắng cả. Chúng ta ở chữ cuối nha anh em. Hiện tại S đang có 7 điểm. Tức là bây giờ mà S sử dụng cái nội tại tự tử đấy ạ, thì sẽ được hồi sinh ngay. Chút S sẽ test cho anh em sau nhá. Đấy, đổi máu luôn. Ui, bạn đổi máu ngu rồi. Sao lại đổi máu ngu thế nhỉ? Tức là nếu anh em đổi máu ấy mà máu kẻ địch thấp hơn mình thì chẳng khác là mình bụ tự dưng vừa rồi mình lại búp cho thằng quần què cái nó 2600 máu. Trời ơi, ngu quá. Anh em đừng có ngu như mình nhá. Rút kinh nghiệm đấy. Không đồng đội nó lại chửi cho té tát. Không hiểu tại sao lại. Trời ơi, sao mẹ búp máu cho nó. Chết dở đúng không nào. Bạn ơi, mình xin. Tức là nếu mà các bạn búp máu cho nó rồi còn bấm cái nút tự tử kia mà các bạn không có 7 điểm thì không được hồi sinh luôn đâu nhá. Không có 7 điểm là không được hồi sinh đâu đấy. Đây, mình tấn công trụ phê quá luôn anh em ạ. Dùng chiêu 2 tấn công trụ rồi sau đó lại rút từ trụ ra còn được hồi phục. Nói chung là chất lượng đấy. Có bài này thì S lên xong cái phức hợp thì chắc là cái tốc độ đánh sẽ ok hơn anh em ạ. Chứ mình không nghĩ là mình không cần phải nhiều tốc độ đánh quá. Mình chỉ cần sốc và thương đủ là được rồi. Các bạn sử dụng combo tiếp cận như sau nhé. Chiêu 1 đánh thường, chiêu 1 đánh thường tiếp. Đấy, sau đó đánh tay 3-4 lần lại được một pha đột kích. Nói chung là cái kia là cái cơ chế của nó rồi anh em. Còn sử dụng cái chiêu bộc phá gọi là tự tử, tự nổ đi, gọi là tự nổ nha anh em. Nghe tự tử nó hơi bị máu me quá. Chúng ta gọi là tự nổ đấy ạ. Thì các bạn sẽ gây choáng kẻ địch và gây lượng sát thương kiểu như con Grack đó anh em. Chút mình sẽ tính cho anh em sau. Và các bạn phải cố gắng kiếm được 7 điểm phụ hoặc là hạ gục. Để làm gì? Để mà khi các bạn sử dụng tự nổ đấy ạ, thì các bạn sẽ được hồi sinh ngay lập tức. Đầy máu nha anh em, hồi sinh đầy máu luôn. Chẳng khác như một cái chuyển sinh tại chỗ đấy ạ. Nhưng mà một cái điểm lưu ý khác anh em phải nhớ rằng, dùng tự nổ đấy ạ, anh em sẽ không thể chung chạn với cái liên tuần mệnh. Tức là nếu các bạn dùng tự nổ mà còn liền đấy ạ, thì các bạn sẽ mất liềm. Hello boy, bạn lại chạy hộ tôi. Đấy, đó là cách combo để mà truy đuổi đấy anh em. Ed vừa nói lý thuyết và bây giờ là thực hành cho anh em luôn. Đó là lý do vì sao mà Ed muốn đánh đến đâu và Ed muốn nói đến đấy. Tức là chúng ta phải lấy cái thực hành ra làm thực tiễn đúng không ạ? Ed mà chỉ nói mồm không thì anh em làm sao mình hình dung được đây? Anh em thấy không? Khả năng hồi phục ghê quá, thành ra là Ed còn không thèm dùng cái phù hiệu thay thế tử thần kia cơ. Đấy. Nghe vậy? Chạy đi bạn ơi. Hồi phục ghê quá anh em ơi. Trời ơi, cái nói chung là cái con tướng này ấy. Đấy, ẩn nấp nha anh em. Đó, ẩn nấp. Tấn công bất ngờ cho anh em. Tức là khi trong trạng thái ẩn nấp này, anh em dùng chiêu cuối sẽ được tăng tầm nha anh em. Kiểu gọi F sẽ gọi đó ngủ đông. Tức là muốn ngủ đông ngay tức thời đấy ạ. Thì các bạn là vận dụng chiêu 1 nhá. Đánh thường. Bạn ơi, bạn chuyển máu hộ tớ cái. Bạn chuyển máu hộ tớ cái. Chứ kịp gì. Gấp. Tức là mặc dù chiêu cuối chuyển máu của chúng ta thì cần phải nhanh tay nha anh em. Không nhanh tay là trước khi làm gì là bị
bắc luôn đấy. Khi mà hạ gục các mục tiêu đấy thì cái khắc ấn, huyệt ấn đấy thì nó sẽ trở về với các bạn và búp cho các bạn nhá. Đây, đánh xa có đánh xa, đánh gần có đánh gần. Bạn chết rồi bạn ơi, kéo, không đủ sát thương chứ anh em ơi. Làm gì đây, làm gì đây? Mình có chiếc cuối mình cũng sợ nha anh em. Cùng lắm là mình chơi lại nó luôn. Cái chiếc cuối này trong cái thời gian 0,5 giây vận dụng đấy thì các bạn sẽ không bị khống chế nhá và bất tử luôn. Nên các bạn có thể tận dụng nó để mà né sát thương hay là né, nói chung là bị sâu sát thương hay bị khống chế đấy, có thể tận dụng thứ đó. Với hai lần lướt chiêu một thì cũng khá đáng gờm đấy anh em ạ. Chỉ tại là nó chưa hoàn thiện cái bộ thử con này, thành ra nó hiện cái hình ảnh con Airy làm lâu lâu ép bấm nhầm một chiêu hay, cứ tưởng là lướt của Airy. Kiểu như là phản xạ bản năng đó anh em. Đây, tàng hình nha anh em, tàng hình như vậy mình dùng chiêu cuối rất là xa và đột kích luôn. Ôi trời ơi, sao thằng này nó khôn thế nhỉ, cứ ném thẳng chiêu cuối mặt mình như là hack mark cũng bằng ấy. Yên sư nhờ nó, một tầm, hai tầm, ba tầm và rút kèo. Không đủ chứ, cay thật. Chắc là nó dùng hồi máu hay là cái gì rồi anh em ạ. Đây, cả trận còn chưa được dùng cái bổ trợ hồi máu mới cho anh em. Nói chung là nó hồi một cái cục máu. Anh em cứ tưởng tượng nó là cái cục hồi máu đi, thế cho nó nhanh nhá, ok. Cứ tưởng tượng nó như cái cục hồi máu của các trợ thủ lên cục hồi máu đi, nó đơn giản chỉ vậy thôi. Còn cái uy áp được thay đổi mới đấy, nó sẽ giúp cho anh em có thể farm đính tối ưu hơn. Nói chung là ngon anh em ạ. Ôi rồi ôi, ôi rồi ôi. Tạch tạch cái bạn ơi, ôi trời ơi, đau lắm bạn ơi, đau lắm. Rút. Uầy, hình như là cái rút này là chúng ta bị tác dụng của giáp ảo hay sao ấy anh em ạ. Hoặc có thể là cái thằng Senia nó quá trâu. Đó là hai trường hợp có thể xảy ra. Wow, hút máu như vậy thì mình có thể ăn tự ăn tà thần anh em ạ. Chứ có cần thằng nào giúp luôn ấy. Test ngay nha anh em, test ngay nhá. Đây. Trời ơi, sát thương cứ 2-3 nghìn thế này, chết dở sao không nổi chí mạng cái nào đấy nhỉ. Đây rồi, ui trời ơi. Thế này là phải lên thánh kiếm rồi mấy ông ạ. Không thì mấy ông lại nhớ lắp cái bảng ngọc 16% tỷ chí mạng nhá. Đậu, chém cho nó phê luôn. Hiện tại S đang dùng cái bảng ngọc, đó chính là, ôi, không sao. Không qua tường được thì các bạn có thể chuyển sang cái dạng đánh xa nhá. Hiện tại S đang cầm cái bảng ngọc, đó chính là 100 xuyên giáp. Máy chủ thí nghiệm anh em, làm gì có ngọc. Thành ra dùng tạm. Chứ ông nào mà cầm cái bảng ngọc 16% tỷ chí mạng đấy ạ. Con này nó chém phê cực kỳ luôn ấy. Đây, chém phê cho anh em. Nó cứ nổi chí mạng tận 4k. Chịu sao thấu ạ. Đặc biệt là mình có cái nanh phân yên nha anh em, chém phê cực kỳ luôn. Chưa có nhiều cơ hội để mà mình vận dụng chiếc cuối anh em ơi. Tại vì team bạn thọt quá, trời ơi, 11-03 rồi. Sao chơi hả anh em. Hồi phục thì quá đỉnh luôn, mình còn không thèm đụng cái cục hồi máu cơ. Chắc phải mang cầu băng xương. Mà mình còn chưa test là cầu băng xương mang theo thì phải làm cái gì. Ê, làm gì bạn ơi, đổi máu. Sức mạnh của ta đây, đồng quy vô tận. Đấy, 7 điểm đấy anh em, 7 điểm mới được hồi sinh luôn đấy. Á, thằng này láo nhở. Tao chưa đánh mày thôi, mày có định đánh tao hả mày. Thần thánh luôn ạ. Thần thánh từ rất là lâu rồi, một nháy luôn. Trời ơi, chỉ có khoẹt nhẹ thôi anh em ạ. Khoẹt nhẹ thôi. Double kill. Ơ, thằng này làm gì đấy. Hiến dâng chip double kill à. Ờ, mình xin nhớ. Xin bạn nhớ. Chip double kill luôn anh em ơi. Ui, quad kill này anh em. Đổi máu à bạn ơi. Mình đang có giáp hổ mệnh, mặc dù nó hơi bị lờ ngớ một chút nhá. Ui trời ơi, mega kill luôn anh em ạ. Tức là khi các bạn vận dụng vị tướng này đấy ạ, thì trước khi dùng cái tự nổ đấy ạ, các bạn nhớ dùng cái dao mệnh trước nhá. Không là nó bị mất dao mệnh oan đấy. Quá ghê luôn anh em. Ok, đó vị tướng Senin. Các bạn có muốn ép làm tiếp vị tướng này không? Hãy comment bình luận của anh em nhận xét vị tướng Senin. Quá imba anh em ơi. Sức mạnh là quá đáng gờm luôn anh em ạ. Quá ghê. Đỉnh cao đúng không anh em? Hãy chơi và tận hưởng vị tướng Cynic này nhé. Like, share, ủng hộ nha các bạn ơi. Đừng có quên đấy. Nếu thấy video hay và có ích, các bạn đừng tiếc gì một like và share video nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh, cho S một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất, vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.